Memphis Depay và việc gia nhập Man United. MU muốn mua ngôi sao sáng Gakpo về sân Old Trafford. Rafael Leao ra yêu sách để ở lại AC Milan. Báu vật của Arsenal nghỉ thi đấu hết World Cup. Memphis Depay và việc gia nhập Manchester United. Ký giả Fabrizio Romano có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh công cuộc chuyển nhượng của đội chủ sân Old Trafford. Ký giả này khẳng định là Man United có thể sẽ tiếp tục hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng mùa đông để mang về Old Trafford một vài tiền đạo chất lượng. Theo thông tin từ Romano, Memphis Depay và Cody Gakpo là hai trong số những cái tên có khả năng được Quỷ Đỏ chiêu mộ. Trao đổi với Code Upside, ký giả người Ý tiết lộ dẫn lời bởi Football 365. Memphis Depay sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa và vì vậy có thể đây là một trong những thương vụ đáng để theo dõi của Man United vào tháng 1. Cậu ấy không phải là một mục tiêu ưu tiên trong mùa hè mặc dù họ đã thăm dò khả năng chiêu mộ Depay. Cody Gakpo cũng có thể là một trong những cầu thủ đáng để theo dõi. Chúng tôi biết rằng cậu ấy thực sự tiến đến gần việc gia nhập Leeds United vào cuối mùa hè. Và đối với Man United, cậu ấy cũng là một lựa chọn nghiêm túc. Họ đã có những mối liên hệ tốt với cầu thủ này và Gakpo còn có cùng một người đại diện với Erik Ten Hag. Có cảm giác rằng các câu lạc bộ tại Premier League sẽ trở lại với Gakpo vào tháng 1. MU biết rằng cậu ấy có thể là một phương án tiềm năng và sau cùng thì những màn thể hiện của Gakpo tại World Cup có thể mang tính chất quan trọng đối với tương lai của cậu ấy. Manchester United muốn đưa ngôi sao Gakpo về Old Trafford. Mùa hè vừa qua chứng kiến mọi thương vụ lớn nhỏ của MU đều qua tay huấn luyện viên trưởng Erik Ten Hag. Tuy nhiên thì nhiều câu chuyện trong thời gian tới sẽ không đơn giản như vậy. Kỳ chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến sự thống trị của Man Đỏ với liên tiếp những bản hợp đồng bom tấn, trong đó phải kể đến Antony. Tiền đạo người Hà Lan cập bến Old Trafford với mức phí 86 triệu bảng và ngay lập tức anh trở thành một trong những cầu thủ đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ. Nhưng hãy nhớ rằng sự xuất hiện của cựu cầu thủ Ajax mang dấu ấn rất lớn của huấn luyện viên trưởng Erik Ten Hag. Mối quan hệ tốt của cả hai thời còn ở Hà Lan đã khiến cho vị chiến lược gia 52 tuổi nhất quyết muốn mang Antony về, đồng thời để lỡ đến nhiều cái tên tiềm năng khác chẳng kém, trong đó phải kể đến Cody Gakpo. Ngôi sao của PSV từng là một trong những mục tiêu lớn nhất của Quỷ Đỏ mùa hè vừa qua, tuy nhiên chỉ bởi Antony mà họ gần như không có đủ kinh phí để kích nổ thêm một bom tấn nữa. Tuy vậy thì tờ Forbes mới đây đã cho biết là MU vẫn tiếp tục dành sự quan tâm tới Gakpo, thậm chí có thể gửi những lời đề nghị ở ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Mùa giải 2021, thời điểm mà Antony còn thi đấu tại Eredivisie, thì tiền đạo này có thể coi như là không có cửa để so sánh với Gakpo. Cầu thủ thuộc biên chế của PSV kết thúc mùa giải với thành tích 12 bàn thắng cùng với 13 kiến tạo, trong khi con số của trò cưng Ten Hag lại có lần lượt là 8 và 4. Những con số thống kê trên là đủ để cho thấy đẳng cấp của Gakpo là có phần trội hơn Antony. Trên thực tế, đã có rất nhiều người hâm mộ Quỷ Đỏ không đồng tình với quyết định bạo chi cho bom tấn trong mơ của Erik Ten Hag. Tuy nhiên, thời điểm mà vị chiến lược gia người Hà Lan đến Old Trafford thì gần như ông được trao toàn quyền trọng trách chuyển nhượng của câu lạc bộ. Thời điểm mùa hè trước đó thì 50 triệu bảng, đây là con số mà Quỷ Đỏ cần để sở hữu được chữ ký của Gakpo. Nhưng trước sự cạnh tranh khá căng thẳng hiện nay từ rất nhiều đội bóng tại ngoại hạng Anh khác như là Everton hay Southampton, con số trong thời gian sắp tới chắc chắn sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Rafael Leao ra yêu sách để ở lại AC Milan. Rafael Leao thừa nhận anh muốn tiếp tục thi đấu cho AC Milan nhưng cũng đưa ra yêu cầu về mức lương mới lên đến 7 triệu euro mỗi năm. Sport Mediaset đưa tin, quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa AC Milan với Rafael Leao đang được tiến hành nhưng không dễ để tìm kiếm thỏa thuận chung. Leao cho biết anh muốn ở lại Milan để đi con đường riêng của mình. Hồi mùa hè vừa qua thì cầu thủ người Bồ Đào Nha từng từ chối gia nhập Chelsea để anh tiếp tục khoác áo nhà vô địch bóng đá Italia. Hợp đồng của Leao còn thời hạn đến năm 2024 với mức lương chỉ là 1,5 triệu euro. Vì thế mà cuộc đàm phán gia hạn đã được giám đốc thể thao Paolo Maldini tiến hành từ vài tháng trước. Leao hiểu rằng con đường trong những năm tới phải nằm ở Milan và cậu ấy đã nói điều đó với chúng tôi, Paolo Maldini xác nhận trên Gazzetta dello Sport. Theo Maldini, yêu cầu về tiền lương của Leao đang là nút thắt lớn nhất. Tôi nghĩ rằng thỏa thuận gia hạn là có thể nhưng chúng tôi cũng biết rằng các cầu thủ lớn cần phải được trả xứng đáng với giá trị của họ. Giá trị mà Leao yêu cầu là mức lương sau thuế 7 triệu euro, con số quá cao so với bảng lương của Milan. Chủ sở hữu mới của Milan, Jerry Gardinale, cũng ưu tiên việc gia hạn Rafael Leao, người được biết rất nhiều câu lạc bộ Premier League theo đuổi. Milan hy vọng tìm được thỏa thuận ở mức lương 6 triệu euro trong 5 năm. Ngoài ra, họ còn khoảng bồi thường 19 triệu euro cho Sporting Lisbon gồm cả lãi suất. Liên quan đến việc Leao đơn phương chấm dứt hợp đồng với câu lạc bộ thủ đô Bồ Đào Nha. Báu vật của Arsenal nghỉ thi đấu hết World Cup. Tiền vệ Emilio Smith Rowe, cầu thủ trẻ nhất được huấn luyện viên Mikel Arteta cưng chiều ở mùa trước, vừa được đánh giá là báu vật của Arsenal đã phải nghỉ thi đấu cho đến sau World Cup bởi phẫu thuật háng. Smith Rowe đã có một mùa giải tuyệt vời cho pháo thủ trong chiến dịch 2021-2022.
Anh ghi 10 bàn sau 33 trận ra sân tại Premier League và có trận ra mắt đội tuyển Anh. Tuy nhiên, cầu thủ 22 tuổi đã bị khó chịu ở háng sau vài tháng cuối mùa giải trước. Chính điều này đã góp phần khiến cho anh chỉ ra sân 4 lần cho đội bóng của huấn luyện viên trưởng Mikel Arteta cho đến nay trong chiến dịch 2022-2023. Tất cả đều là những lần được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở những phút cuối trận. Những động thái mới nhất đã cho thấy câu lạc bộ Arsenal đã xác nhận Smith Rowe đã trải qua cuộc phẫu thuật và sẽ không trở lại tập luyện đầy đủ cho đến tháng 12. Một tuyên bố của câu lạc bộ Arsenal giải thích sau pha va chạm tại trận đấu với Man United tại Premier League ở Old Trafford vào ngày 4 tháng 9 và sau khi tham khảo ý kiến của chuyên gia cũng như là thảo luận với đội ngũ y tế của chúng tôi, Emily đã trải qua cuộc phẫu thuật để điều trị một phần gân bị tổn thương tại háng của mình. Ca phẫu thuật đã diễn ra tại London vài tháng qua và đã thành công tốt đẹp. Chương trình hồi phục chức năng của Emily đang được tiến hành và chúng tôi hy vọng rằng Emily sẽ trở lại tập luyện đầy đủ vào tháng 12. Tất cả mọi người tại câu lạc bộ bây giờ sẽ hỗ trợ và làm việc chăm chỉ với Smith để đưa cậu ấy trở lại sân cỏ càng sớm càng tốt, thông báo viết tiếp. Rafael Leao ra yêu sách để ở lại AC Milan. Rafael Leao thừa nhận anh muốn tiếp tục thi đấu cho AC Milan nhưng cũng đưa ra yêu cầu về mức lương mới lên đến 7 triệu euro mỗi năm. Sport Mediaset đưa tin, quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa AC Milan với Rafael Leao đang được tiến hành, nhưng không dễ để tìm kiếm thỏa thuận chung. Leao cho biết anh muốn ở lại Milan để đi con đường riêng của mình. Hồi mùa hè vừa qua, thì cầu thủ người Bồ Đào Nha từng từ chối gia nhập Chelsea để anh tiếp tục khoác áo nhà vô địch bóng đá Italia. Hợp đồng của Leao còn thời hạn đến năm 2024 với mức lương chỉ là 1,5 triệu euro. Vì thế mà cuộc đàm phán gia hạn đã được giám đốc thể thao Paolo Maldini tiến hành từ vài tháng trước. Leao hiểu rằng con đường trong những năm tới phải nằm ở Milan và cậu ấy đã nói điều đó với chúng tôi, Paolo Maldini xác nhận trên Gazzetta dello Sport. Theo Maldini, yêu cầu về tiền lương của Leao đang là nút thắt lớn nhất. Tôi nghĩ rằng thỏa thuận gia hạn là có thể nhưng chúng tôi cũng biết rằng các cầu thủ lớn cần phải được trả xứng đáng với giá trị của họ. Giá trị mà Leao yêu cầu là mức lương sau thuế 7 triệu euro, con số quá cao so với bản lương của Milan. Chủ sở hữu mới của Milan, Jerry Cardinale, cũng ưu tiên việc gia hạn Rafael Leao, người được biết rất nhiều câu lạc bộ Premier League theo đuổi. Milan hy vọng tìm được thỏa thuận ở mức lương 6 triệu euro trong 5 năm. Ngoài ra, họ còn khoản bồi thường 19 triệu euro cho Sporting Lisbon gồm cả lãi suất liên quan đến việc Leao đơn phương chấm dứt hợp đồng với câu lạc bộ thủ đô Bồ Đào Nha. Báu vật của Arsenal nghỉ thi đấu hết World Cup. Tiền vệ Emile Smith Rowe, cầu thủ trẻ nhất được huấn luyện viên Mikel Arteta cưng chiều ở mùa trước, vừa được đánh giá là báu vật của Arsenal đã phải nghỉ thi đấu cho đến sau World Cup bởi phẫu thuật háng. Smith Rowe đã có một mùa giải tuyệt vời cho pháo thủ trong chiến dịch 2021-2022. Anh ghi 10 bàn sau 33 trận ra sân tại Premier League và có trận ra mắt đội tuyển Anh. Tuy nhiên, cầu thủ 22 tuổi đã bị khó chịu ở háng sau vài tháng cuối mùa giải trước. Chính điều này đã góp phần khiến cho anh chỉ ra sân 4 lần cho đội bóng của huấn luyện viên trưởng Mikel Arteta cho đến nay trong chiến dịch 2022-2023. Tất cả đều là những lần được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở những phút cuối trận. Những động thái mới nhất đã cho thấy câu lạc bộ Arsenal đã xác nhận Smith Rowe đã trải qua cuộc phẫu thuật và sẽ không trở lại tập luyện đầy đủ cho đến tháng 12. Một tuyên bố của câu lạc bộ Arsenal giải thích sau pha va chạm tại trận đấu với Man United tại Premier League ở Old Trafford vào ngày 4 tháng 9 và sau khi tham khảo ý kiến của chuyên gia cũng như là thảo luận với đội ngũ y tế của chúng tôi, Emily đã trải qua cuộc phẫu thuật để điều trị một phần gân bị tổn thương tại háng của mình. Ca phẫu thuật đã diễn ra tại London vài tháng qua và đã thành công tốt đẹp. Chương trình hồi phục chức năng của Emily đang được tiến hành và chúng tôi hy vọng rằng Emily sẽ trở lại tập luyện đầy đủ vào tháng 12. Tất cả mọi người tại câu lạc bộ bây giờ sẽ hỗ trợ và làm việc chăm chỉ với Smith để đưa cậu ấy trở lại sân cỏ càng sớm càng tốt, thông báo viết tiếp.